Dân mạng tràn vào Facebook cá nhân đồng loạt thả phẫn nộ nghi phạm sát hại dã man nữ sinh học viện ngân hàng. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm được Facebook cá nhân được cho là nghi phạm sát hại bạn gái đồng loạt vào thả phẫn nộ ở bài đăng của tài khoản Facebook này. Vụ việc nữ sinh học viện ngân hàng bị người yêu cũ sát hại dã man trên địa bàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Vụ án xảy ra vào tối ngày 22 tháng 12, nạn nhân là HTH 19 tuổi, sinh viên học viện ngân hàng. Được biết, nghi phạm và H từng có tình cảm yêu đương nhưng đã chia tay hơn nửa năm nay. Sau khi xảy ra vụ án, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra Facebook cá nhân được cho là của nghi phạm sát hại bạn gái cũ. Theo đó, tài khoản Facebook này đã ẩn đi hết các thông tin cá nhân, từ ảnh đại diện, thông tin bạn bè và hầu hết các bài viết. Trong tài khoản này chỉ còn duy nhất một bài đăng cho biết bắt đầu học đại học từ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021. Bài đăng này nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt phẫn nộ và bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện đã nhận tin báo sơ bộ về vụ việc. Thông tin cụ thể về danh tính đối tượng, nguyên nhân vẫn đang được phía công an làm rõ. Vụ cấp bằng giả tại trường Đại học Đông Đô, nguyên hiệu trưởng bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. Ngày 24 tháng 12, tại phiên tòa xét xử vụ cấp bằng giả tại trường Đại học Đông Đô, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị bức án đối với 10 bị cáo. Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng Đại học Đông Đô, từ 12 đến 13 năm tù, Trần Kim Oanh, nguyên phó hiệu trưởng, kiêm phó viện trưởng viện đào tạo liên tục và Lê Ngọc Hà, nguyên phó hiệu trưởng, bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù treo đến 9 năm tù cùng về tội giả mạo trong công tác theo quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài án phạt tù, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên truy thu nộp ngân sách hơn 7,1 tỷ đồng mà Trường Đại học Đông Đô đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả. Đại diện viện kiểm sát đánh giá các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ học vấn cao, hiểu biết pháp luật, song vẫn thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi. Chủ mưu trong vụ án này là bị can Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đông Đô, người hiện đang bỏ trốn, đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Dương Văn Hòa biết rõ hành vi cấp bằng văn 2 không qua tuyển sinh đào tạo là vi phạm pháp luật, nhưng đã ký 429 văn bằng giả. Do vậy, bị cáo Hòa là đồng phạm giúp sức tích cực của bị can Trần Khắc Hùng. Công tố viên nhận định các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm các hoạt động hợp pháp của cơ quan tổ chức, gây dư luận xấu, bất bình, mất niềm tin trong xã hội và làm giảm chất lượng đào tạo sau đại học của nói chung. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ do phạm tội lần đầu, các bị cáo không được hưởng lợi hoặc đã nộp lại phần tiền hưởng lợi bất chính. Trong vụ án này, bị can Hùng chỉ đạo bị cáo Hòa ký ban hành các quy định về mức thu học phí toàn khóa với hệ văn bằng hai ngôn ngữ Anh, mức tiền từ 29,8 cho đến 35 triệu đồng một khóa trên một học viên. Khi tuyển sinh thấy nhiều người có nhu cầu, cuối năm 2017, bị can Hùng ra chủ trương cấp văn bằng hai chính quy tiếng Anh cho người muốn lấy bằng mà không phải thi tuyển, không học theo đúng quy định. Tổng cộng, từ tháng 4 năm 2018 cho đến tháng 3 năm 2019, trường Đại học Đông Đô đã cấp 429 văn bằng và hai giấy chứng nhận giả, thu hơn 7 tỷ đồng. Trong 210 người được cấp bằng giả, 67 người dùng làm nghiên cứu sinh, 9 người để dùng học thạc sĩ, nộp thi ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức. Giám định tâm thần người đấu súng với công an trước cổng trụ sở Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo từ chối luật sư chỉ định tự bào chữa và phủ nhận hành vi phạm tội. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa hoãn phiên xử vụ Trần Duy Trinh, sinh năm 1971 tại Nam Định, bị truy tố về 3 tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trinh bỏ trốn từ Sài Gòn về huyện Định Quán, Đồng Nai. Khi bị công an vây bắt trước trụ sở công an xã, Trinh đã đấu súng với hai công an để tẩu thoát. Sử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Trinh 24 năm tù về 3 tội, Đáng chú ý, tại phiên xử, Trinh cho rằng biết đoàn luật sư tỉnh có cử luật sư bảo chữa nhưng bị cáo không cần luật sư và tự bảo chữa, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo có những biểu hiện bất thường khi xét hỏi trên hội đồng xét xử quyết định hoãn để trưng cầu giám định sức khỏe tinh thần bị cáo. Trinh đã 6 lần bị xét xử về tội trộm cắp. Năm 2019, Trinh mua một khẩu súng K54 cùng một số viên đạn, một quả lựu đạn tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh với giá 15 triệu đồng, cất giữ trong người. Ngày 30 tháng 1 năm 2020, biết Trinh đang lẩn trốn ở xã Phú Hỏa, huyện Định Quán, Đồng Nai, công an quận 10 phối hợp với công an địa phương truy tìm. Tại đây, thấy Trinh đang đi bộ, một công an điều khiển xe mô tô chạy đến thì Trinh xin đi nhờ xe. Đến trước cổng công an xã, bất ngờ Trinh nhảy xuống khỏi xe, rút súng ngắn K54 trong người ra, cầm trên tay, hướng nòng súng về phía công an, vừa chở mình, khiến cho anh này bị tay ngã. Công an này liền rút súng được trang bị để cảnh cáo Trinh đang chĩa súng về mình. Ngay lúc này, công an viên xã chạy xe đến tông thẳng vào người Trinh làm Trinh té ngã xuống mương nước gần đó. Trong lúc người này đang dựng chân chống xe mô tô xuống đường thì Trinh đứng dậy chĩa thẳng nòng súng về hướng anh này, bóp cò nhưng đạn không nổ. Trinh kéo nòng súng cho viên đạn lép rơi ra, rồi tiếp tục lên đạn và chĩa thẳng nòng súng vào công an khác, bóp cò nhưng đạn không nổ. Lúc này công an dùng súng ngắn bắn về phía Trinh nhưng không trúng. Trinh đi lùi về gần vào tường rào và tháo hộp tiếp đạn ra khỏi súng ngắn đang cầm trên tay, thay hộp tiếp đạn khác và lên đạn, chĩa thẳng nòng súng vào người công an khác bóc cỏ, đạn nổ nhưng không trúng người. Sau đó, Trinh cầm súng hướng người này tiếp nhưng không bắn, sợ bị bắn tiếp nên công an viên đi lùi về phía tường rào trường học ở gần đó. Trinh cầm súng ngắn đi đến lấy xe mô tô của công an rồi bỏ chạy khỏi hiện trường hướng về xã Phú Điền thì bị lực lượng công an truy đuổi bắt giữ quá trình điều tra, trinh khai báo quanh co, chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cấp sơ thẩm cho rằng hai công an bị trinh bắn vào người không chết là do yếu tố khách quan nên bị cáo phạm tội giết người và cướp xe mô tô bỏ trốn trị giá 15 triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra truy xét vụ trộm tài sản tại một căn nhà trên đường An Nhơn Tây, ấp xóm trại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Thông tin ban đầu khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 12, cả gia đình ông NTH sinh năm 1979. Ra ngoài ăn tối, được một lúc thì ông H nhận điện thoại của hàng xóm báo có người lạ vào nhà nên tức tốc trở về. Khi ông H chạy về thì phát hiện khóa cửa nhà đã bị cậy. Ba phòng ngủ trong nhà đồ đạc bị lục tung, trong đó có một tủ trong phòng bị kẻ gian đạp gãy cửa. Qua kiểm tra ông H phát hiện chiếc dương chứa tài sản quý, nữ trang đã bị phá hỏng, gần 8 lượng vàng, khoảng 300 triệu đồng đã bị lấy mất. Ông Hát cho biết số vàng này hai vợ chồng đã dành dụm trong 15 năm qua để dành lo cho con cái. Từ khi hàng xóm báo nhà có trộm đến khi tôi về chỉ có 10 phút, nhưng không hiểu sao đối tượng đã nhanh chóng xác định được vị trí cất dấu vàng, lấy và bỏ đi rất nhanh chóng. Trộm chỉ lấy vàng, không lấy các tài sản khác, ông Hát cho biết. Khi kiểm tra hệ thống camera trong nhà, ông Hát thấy có đối tượng rình rập ở ngoài hàng rào từ trước khi gia đình rời khỏi nhà. Dường như biết trước nhà anh Hát có gắn camera, nên đối tượng tìm đường đột nhập vào nhà mà không camera nào ghi lại hình ảnh được. Đối tượng đã rút dây nguồn camera, sau đó chuyển hướng quan sát của camera lên cao. Hiện lãnh đạo công an huyện Củ Chi cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ trộm vàng và đang cử trinh sát truy xét kẻ gây án. Giám đốc bệnh viện tỉnh Bình Định, mặt mũi tổng giám đốc công ty Việt Á tôi còn không biết Tỉnh Bình Định đã chỉ đạo không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về đấu thầu mua sắm vật tư y tế. Ngày 24 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế trang thiết bị y tế. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các sở y tế, tài chính, kế hoạch và đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở y tế công lập trực thuộc sở y tế thực hiện nghiêm túc các quy định văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về đấu thầu mua sắm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan đơn vị liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới. Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác đúng quy định đảm bảo tính cạnh tranh công khai minh bạch. Thanh tra tỉnh xem xét đề xuất bổ sung vào kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh, nội dung thanh tra về công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế chỉ đạo thanh tra chuyên ngành tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, các địa phương trong việc đấu thầu mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác mua vật tư hóa chất sinh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại địa phương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, Đinh Lê Quang Hùng xác nhận địa phương có mua hai gói sinh phẩm PCR của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cả hai gói thầu đều mua bằng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt dịch bệnh với giá 509.000 đồng một test. Tuy nhiên thời điểm đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn thấp nên số lượng mua ít. Đơn vị mua là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và được thực hiện theo đúng quy trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Giá mua kit test do Bộ Y tế công bố trên cổng thông tin điện tử. Thời điểm tháng 5-6 tháng năm 2021, giá kit test của công ty Việt Á do Bộ Y tế công bố chỉ có một giá là 509.000 đồng. Việc mua sắm được thực hiện đúng quy định quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ông Hùng nói. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tổng số tiền Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định mua sinh phẩm PCR của công ty Việt Á khoảng 5 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi về việc có hay không chuyện lại quả trong việc mua sinh phẩm PCR của công ty Việt Á, ông Nguyễn Hoàng Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khẳng định bản thân ông không hề dính dáng gì đến tiêu cực trong thương vụ này. Chúng tôi làm đúng quy trình, rất chặt chẽ, bài bản và có tham khảo về giá trên cổng thông tin Bộ Y tế. Nói thật, Mặt mũi của ông tổng giám đốc công ty Việt Á ra sao tôi còn không biết, nói gì đến chuyện được lại quả, ông Cường khẳng định. Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Nam Định Đỗ Đức Liêu khẳng định không nhận bất cứ đồng nào của công ty Việt Á làm đúng quy trình thủ tục và hiện còn chưa thanh toán khoảng 30,85 tỷ đồng cho công ty này. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong năm 2021, CDC Nam Định đã ký kết 4 hợp đồng mua sinh phẩm vật tư y tế của công ty Việt Á, gồm kit xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2, tách chiết tay và tách chiết tự động, với tổng giá trị trên 53,4 tỷ đồng, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Hợp đồng đầu tiên ký ngày 19 tháng 12, công ty Việt Á bán cho CDC Nam Định 12.960 test kit xét nghiệm với giá 509.250 đồng một test, trị giá gần 6,6 tỷ đồng, và 11.800 test tách chiết tay với giá 42.000 đồng một test, trị giá 495,6 triệu đồng. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 7 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 1 tháng 6, CDC Nam Định tiếp tục mua của công ty Việt Á 13.536 test kit xét nghiệm với giá 509.250 đồng một test, trị giá hơn 6,89 tỷ đồng, và 13.200 test tách chiết tay với giá 42.000 đồng một test, trị giá hơn 516 triệu đồng. Tổng hợp giá trị hợp đồng là hơn 7,4 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 8, CDC Nam Định mua của công ty Việt Á 17.760 test kit xét nghiệm với giá 367.500 đồng một test, trị giá trên 6,5 tỷ đồng. 14.200 test tách chiết tay với giá 42.000 đồng một test, trị giá hơn 596 triệu đồng và 6.816 test tách chiết tự động với giá 136.500 đồng một test, trị giá hơn 930 triệu đồng. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 8,05 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán thứ tư giữa CDC Nam Định với công ty Việt Á ký ngày 12 tháng 11 lên tới 30,85 tỷ đồng, gồm mua 67.584 bộ kit xét nghiệm với giá 367.500 đồng một test, trị giá trên 24,83 tỷ đồng và mua 44.064 test tách chiết tự động với giá 136.500 đồng một test, trị giá hơn 6 tỷ đồng. Ở hợp đồng cuối cùng này ông Đỗ Đức Lưu, giám đốc CDC Nam Định cho biết, đến nay hàng đã nhận và sử dụng nhưng chưa thanh toán cho công ty Việt Á. Hàng đã nhận sử dụng rồi nên không thể trả lại, nhưng bây giờ Việt Á xảy ra chuyện, chúng tôi cũng chưa biết trả tiền cho họ theo cách nào. Ba hợp đồng trước đó tổng trị giá hơn 22,5 tỷ đồng thì chúng tôi đã trả rồi, ông Lưu nói. Về việc ở hai hợp đồng đầu tiên, CDC Nam Định đã mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á với giá 509.250 đồng một test, cao hơn so với một số đơn vị mua ở cùng thời điểm này, trong đó có cả CDC Hải Dương với giá mua chỉ 470.000 đồng một test. Ông Đỗ Đức Lưu Lý giải, trong quá trình thương thảo, chúng tôi đã đề xuất Việt Á hạ giá bán cho Nam Định. Phía Việt Á đã gửi công văn cho biết, giá 470.000 đồng một test chỉ áp dụng cho các đơn vị mua hàng với số lượng lớn từ 200.000 test trở lên, nếu mua ít phải mua với giá 509.250 đồng. Tham khảo các đơn vị đã mua khác thì đúng như vậy nên chúng tôi mới mua. Ở hai hợp đồng sau, Việt Á hạ giá đồng loạt xuống 367.500 đồng một test. Liên quan đến vấn đề này, trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có công văn yêu cầu Sở Y tế phối hợp với thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan thanh tra giả soát lại toàn bộ công tác đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh này. Kết quả thanh tra phải báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định trước ngày 1 tháng 2 năm 2022. Vụ việc công ty cổ phần Việt Á, công ty Việt Á thông đồng với lãnh đạo y tế ở một số địa phương, thổi giá kết xét nghiệm COVID-19 vừa được phanh phui, đang gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Bằng cách nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, công ty Việt Á xác định giá bán mỗi bộ kit xét nghiệm là 470.000 đồng, đắt hơn 4 lần giá thực tế. Chỉ với năm hợp đồng được ký kết với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương CDC, công ty Việt Á đã thu về 151 tỷ đồng, trong đó giám đốc Phạm Duy Tuyến ẵm tới 30 tỷ đồng tiền phần trăm hoa hồng. Vụ bê bối khi xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, mà còn làm mất lòng tin của nhân dân, thậm chí gây hoang mang cho cả hệ thống phòng chống dịch các cấp. Vụ việc thổi giá kích xét nghiệm COVID-19 không chỉ dừng ở Hải Dương Chiếc vòi bạch tuộc của công ty Việt Á đã lan ra nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, đang được cơ quan điều tra của Bộ Công an tiếp tục làm rõ. Theo kết quả điều tra bước đầu, đến nay công ty Việt Á đã cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế của 62 tỉnh thành trên cả nước, doanh thu lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu tiên việc thổi giá thiết bị y tế được phát hiện và không chỉ có các cá nhân công ty nhỏ lẻ lợi dụng dịch bệnh để đục nước béo cò mà cả người làm trong ngành y tế cũng lợi dụng chức vụ, bất chấp quy định để trục lợi. Còn nhớ vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 mới xuất hiện ở nước ta, tại CDC Hà Nội từng xảy ra vụ việc thổi giá thiết bị y tế khi Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội thời điểm đó câu kết với các đối tượng thỏa thuận mua bán các máy thiết bị y tế cho đơn vị này bỏ qua các quy trình thủ tục chỉ định thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng tiếp đến là vụ giám đốc bệnh viện gò vấp thành phố hồ chí minh đầu cơ thu gom khẩu trang y tế với số lượng lớn bán ra nước ngoài để kiếm lời vào hồi năm 2020 cũng khiến cho dư luận bức xúc cũng liên quan tới sai phạm đấu thầu thiết bị y tế, vụ việc chấn động xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội khiến giám đốc của hai bệnh viện này vướng vào vòng lao lý. Không chỉ trục lợi từ hành vi thổi giá thiết bị y tế, nhiều người còn lợi dụng nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 cao trong nhân dân để nghĩ ra các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Một số cá nhân tổ chức liên tục mời chào tiêm vaccine qua đủ hình thức như điện thoại, mạng xã hội, thư điện tử, tờ rơi quảng cáo. Đánh vào tâm lý muốn tiêm vaccine COVID-19 nhanh chóng, những kẻ lừa đảo đã gửi thư điện tử cho nhiều người, hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine để họ vào một trang web và cung cấp các thông tin cá nhân như thẻ tín dụng, tài khoản mã OTP, chuyển tiền trước cả triệu đồng. Hành vi lừa đảo tiêm vaccine không phải tới năm nay mới xuất hiện, mà đã có từ năm trước đó. Tại Quy Nhân và Bình Định, 18 người đã bị lừa đảo chiếm đoạt trên 63 triệu đồng để được kẻ lừa đảo tiêm vaccine COVID-19, mà thực chất là nước cất và kháng sinh. Còn nhớ khi dịch COVID-19 mới bùng phát năm 2020, có đối tượng đã mất nhân tính khi thu gom găng tay cao su y tế đã qua sử dụng để đóng gói như hàng mới bán cho người tiêu dùng. Thậm chí các đối tượng còn không làm cả khâu vệ sinh, khử trùng số găng tay đã qua sử dụng đó. Ngoài ra còn không ít người đầu cơ găm hàng, nâng giá hoặc bán khẩu trang nước sát khuẩn tay giả hoặc kém chất lượng. Hành vi lợi dụng thời điểm dịch bệnh để trục lợi đã đẩy xã hội rơi vào cảnh bấn loạn và rất nhiều tập thể cá nhân đã trở thành nạn nhân của hành vi này. Tình hình ngày càng khó khăn phức tạp, nước càng đục thì càng xuất hiện nhiều kẻ cơ hội dùng mọi thủ đoạn kiếm tiền trên nỗi đau của đồng loại. Nhẹ thì chỉ là hành vi lừa đảo tiền bạc, nặng thì có thể gây mất mạng người. Hơn 2 năm qua, người dân cả nước đã quá mệt mỏi vì dịch Covid-19, một loại dịch bệnh chưa từng có tiền lệ. Không có việc làm, thu nhập, rất nhiều gia đình rơi vào cảnh bần cùng khi dịch bệnh kéo dài. Cả hệ thống y tế, chính trị nước nhà phải căng mình đối phó với đại dịch. Đồng bào trong và ngoài nước, từ trẻ em đến cụ già, từ người nghèo đến doanh nhân đã góp công sức tiền bạc cho cuộc chiến chống đại dịch. Vậy mà vẫn có những cá nhân vì lợi ích nhỏ nhoi đã nhẫn tâm trục lợi trên nỗi đau và khó khăn của người khác cha đạp lên nỗ lực của cả dân tộc làm lợi bất chính, hành vi của họ khiến cho dư luận phẫn nộ, cản trở nỗ lực chống dịch bệnh của cả dân tộc. Không quá khi gọi đó là những hành vi bất nhân, vô cảm, một hành vi tội ác cần phải trừng trị thích đáng. Cuộc chiến với đại dịch chắc chắn còn lâu dài và chắc chắn sẽ còn xuất hiện những kẻ trục lợi hơn nữa với thủ đoạn tinh vi. Song song với công tác chống dịch, các cơ quan chức năng đã tăng cường cảnh báo, nâng cao nhận thức cho người dân trước hành vi trục lợi lừa đảo. Bởi vậy, chung tay với cơ quan chức năng trong phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn hành vi trục lợi, tinh thần cảnh giác và tố giác của mỗi người và cộng đồng sẽ khiến những kẻ đục nước béo cò không còn đất sống. Chống hành vi trục lợi cũng là một nỗ lực mà toàn dân có thể tham gia để đẩy lùi dịch bệnh. Lộc phụ hồ hằng hữu và những hiện tượng làm dậy sóng cõi mạng trong năm 2021, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề, đủ mọi lĩnh vực khiến cho cõi mạng năm 2021 nhộn nhịp hơn lúc nào hết. 365 ngày đầy khó khăn biến động của năm 2021 chuẩn bị khép lại, một năm có thể nói là đáng nhớ trên nhiều phương diện, trong đó có mạng xã hội. Dẫu cho dịch bệnh, sau năm 2021 cũng là một năm chứng kiến nhiều sự xuất hiện của những gương mặt mới, khiến cho cõi mạng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lộc Phụ Hồ Nhắc đến những hiện tượng mạng nổi bật trong năm 2021, không thể không nhắc đến Lộc Phụ Hồ. Cái tên phá vỡ mọi kỷ lục trong một năm đầy sóng gió. Những buổi live stream của Lộc Phụ Hồ thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem. Đỉnh điểm là ngày 28 tháng 4 với 314.000 người xem cùng một lúc. Không quá cầu kỳ, những buổi live stream của Lộc Phụ Hồ chỉ xoay quanh việc dạy làm phụ hồ, xây tường, lót gạch. Trong những buổi học online này, nam youtuber gọi người xem của mình là học trò và tự xưng là thầy. Hài hước hơn, Lộc Phụ Hồ thậm chí còn chuẩn bị sẵn giáo án để dạy và tổ chức thi tay nghề cấp bằng phụ hồ, tạo ra những giây phút giải trí thư giãn cho cư dân mạng. Hằng Hữu Huỳnh Hằng Hữu là một trong những hiện tượng mạng nhỏ tuổi nhất trong năm 2021. Cậu bé sinh năm 2012 là tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam khi được bố mẹ là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng lựa chọn để kế nghiệp, làm chủ cơ ngơi nghìn tỷ, khu du lịch Đại Nam. Cậu bé được chú ý khi xuất hiện trong một buổi live stream trực tuyến cùng mẹ. Ngay sau đó, kênh YouTube của Hằng Hữu được hàng chục nghìn người dùng kéo nhau vào theo dõi. Không chỉ thế, TikTok của Hằng Hữu cũng nhận được sự quan tâm của lượng lớn cư dân mạng, trở thành cái tên thu hút không kém so với bố mẹ. Quang Linh Vlog, Quang Linh Vlog hiện đang là một YouTuber nổi tiếng, được nhiều người biết đến qua tuyển tập các clip giản dị, mộc mạc kể về cuộc sống thường ngày tại Châu Phi. Trong năm 2021, kênh YouTube Quang Linh Vlog Cuộc sống ở Châu Phi đã đạt được hơn 1 triệu lượt người đăng ký chỉ sau quãng thời gian ngắn hoạt động. Trong các video, Quang Linh cùng nhóm bạn của mình thường mua thức ăn, quần áo trẻ em và thực phẩm để tặng cho những ngôi làng của người bản địa Angola. Anh còn khoan giếng nấu món Việt Nam, tổ chức đám cưới cho bạn bè đậm chất Việt Nam. Những video này đều được quay trong ngôi nhà lục sụp, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Xong đó lại xuất phát từ cái tâm, sự thân thiện của Quang Linh, mang hình ảnh con người Việt Nam gần gũi, thân thiện đến bạn bè quốc tế. Lâm ống húc Đối với những ai thường xuyên theo dõi mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok trong năm 2021, thì ít nhiều đều biết đến cái tên Lâm Ống Húc với những video phân phát những phần quà nhỏ cho bà con thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày giãn cách xã hội. Trong nhiều tháng liền thực hiện công việc thiện nguyện, Lâm Ống Húc đã rong rủi qua nhiều con đường để trao tận tay từng ổ bánh mì, hộp sữa, khẩu trang, dầu đến những người nghèo khó, vô gia cư, gặp hoàn cảnh khó khăn giữa đại dịch. Hành động quan tâm hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh trong lúc khó khăn của Lâm Ống Húc đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Anh cũng trở thành cái tên xuất hiện trên vô số các mặt báo, diễn đàn, hội nhóm nhờ sự dí dỏm lẫn tâm hồn lạc quan yêu đời, lan tỏa thông điệp đầy tính nhân văn trong những ngày Sài Gòn bệnh. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hoài Linh bị móc mỉa ngay trong status, Cát Phượng liền có động thái bảo vệ. Cát Phượng bức xúc khi Hoài Linh bị nói ngâm tiền từ thiện dù đã được công an thành phố Hồ Chí Minh giải oan. Liên quan đến thông tin nghệ sĩ Hoài Linh được giải oan, đang là chủ đề bàn tán của dư luận. Nhiều người không khỏi xót xa trước kết quả của cơ quan chức năng, tuy nhiên đa số đều mong chờ sự vào cuộc và kết quả của Bộ Công an. Ngay khi thông tin Hoài Linh không bị khởi tố vì xét không đủ các bằng chứng yếu tố cho thấy nam danh hài lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ thiện, nhiều nghệ sĩ đã nhắn tin hỏi han anh. Tuy nhiên nhiều netizen đã tràn vào bài viết của các nghệ sĩ để mỉa mai Hoài Linh. Mới đây nhất trong bài viết của Cát Phượng, xuất hiện một số bình luận hoài nghi về sự việc của Nam Danh Hải. Theo đó người này cho biết không vi phạm pháp luật mà ngâm tiền từ thiện tới lúc nắng nóng mới phát áo phao và mì gói, một lần mất niềm tin, vạn lần bất cần. Trước ý kiến đó, nữ diễn viên không ngần ngại đáp trả, giải thích tường tận từng khúc mắc. Dưới phần bình luận của bài viết, Cát Phượng viết bạn ơi, chắc bạn không có xem qua bài thông báo của Hoài Linh đang kêu gọi thời điểm đó. Dòng trạng thái của Hoài Linh viết, số tiền kêu gọi sẽ khắc phục sau bão lũ. Nghĩa là sau khi hết bão lũ anh Linh sẽ ra. Bạn phải biết sau bão lũ sẽ còn rất nhiều thiệt hại của bà con và bà con rất cần cứu giúp. Sau đó nhiều chuyện ập đến với Hoài Linh như phẫu thuật, rồi dịch tiếp tục ập tới. Sau đó trí tài ra đi mãi mãi, rồi mẹ nuôi ra đi mãi mãi. Nhiều đó thôi cũng đủ nuốt mấy tháng rồi bạn mà anh Hoài Linh thì muốn ra tận nơi trao tận tay cho bà con sau lũ và nói tiếng xin lỗi bà con vì chậm trễ và khi Hoài Linh chuẩn bị đi thì chuyện này ập tới tôi không bênh ai còn nếu bạn nghĩ là ăn chặn này nọ thì bạn cứ nghĩ ạ à. chúc bạn nhiều sức khỏe bình an động thái của Cát Phượng được cho là giải thích kỹ càng lý do vì sao Hoài Linh không sai trong vấn đề từ thiện cô kể chi tiết những biến cố mà nam danh Hải gặp phải sau khi nhận quyên góp Hoài Linh đã phải phẫu thuật. Sau đó người anh em trí tài ra đi và liên tiếp những nỗi đau ập tới khiến việc từ thiện bị chậm trễ. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng đây là lời giải thích không thích đáng vì Hoài Linh hoàn toàn có thể thông báo đến khán giả trước đó. Nhưng Nam Danh Hải lại im lặng cho đến khi bị bà Phương Hằng bóc trần sự thật mới đưa ra lời xin lỗi và thông báo chính thức. Thời gian qua, Hoài Linh nhận về vô số chỉ trích vì cách làm từ thiện không minh bạch của mình. Từ việc không thông báo đang giữ 14 tỷ tiền từ thiện cho đến việc im lặng ở ẩn để tránh ồn ào tai tiếng. Dù đã được minh oan phần nào, nhưng hình ảnh Hoài Linh trong mắt công chúng đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Hồ Văn Cường trúng số khi vận may liên tục kéo đến. Trái ngược với dự đoán của nhiều người rằng Hồ Văn Cường sẽ không thể tiến xa thêm khi vô ơn với Phi Nhung. Nam ca sĩ nhí ở hiện tại, thời đến cản không kịp, liên tục được yêu ái, đắt sâu. Vốn bị cho rằng vô ơn với người đã từng giúp đỡ mình, Hồ Văn Cường bị nhiều khán giả cho rằng cậu không thể ngóc đầu dậy nổi vì không còn ai dám đứng ra giúp đỡ cậu bé nữa. Thế nhưng mới chỉ vài tháng trôi qua, trong những ngày cuối năm 2021, Hồ Văn Cường đã liên tục được mời tham gia các show trình diễn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Mới đây phía Hồ Văn Cường tiết lộ, sắp tới nam ca sĩ sẽ tham gia một sự kiện tại Quảng Ngãi, ngay lập tức fan hâm mộ của Hồ Văn Cường đã rủ nhau mua quà chờ nam ca sĩ đến Quảng Ngãi biểu diễn để tặng. Qua đó có thể thấy các fan của Hồ Văn Cường vẫn luôn yêu thương nam ca sĩ, không quay lưng khi cậu bị tố vô ơn với mẹ nuôi Phi Nhung. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường sắp tới đây còn nhận lời mời tham dự chương trình âm nhạc tại Hà Nội. Sau đó đến cuối tháng 1 năm 2022, Hồ Văn Cường sẽ còn tham gia đêm nhạc lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ồn ào bị phía ekip của ca sĩ Phi Nhung chèn ép, không đưa tiền các xe đi hát nhiều năm, Hồ Văn Cường đã quyết định dọn ra ở riêng, rời công ty quản lý của Phi Nhung và không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Được biết trước đó Hồ Văn Cường đã được doanh nhân Đức Thụy hứa đầu tư xây nhà. Ca sĩ Ngọc Sơn cũng muốn đỡ đầu trong nghệ thuật. Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đề nghị tặng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ đều từ chối những lời mời hấp dẫn này vì muốn tìm nơi hợp tác dài lâu và muốn tịnh dưỡng vì lý do sức khỏe. Cường 18 tuổi, có quan điểm riêng, có tiền tiết kiệm lo học phí, học tập, sinh hoạt. Mọi thứ đều do cậu ấy quyết định, không ai ép buộc được. Người đại diện mới của Hồ Văn Cường chia sẻ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Mạnh Quỳnh uất ức khi bị chửi bới thậm tệ, lần đầu hé lộ lý do thực sự khiến Phi Nhung qua đời. Khán giả nghẹn lòng khi Mạnh Quỳnh bị chửi thậm tệ vì hành động vô tình lúc nửa đêm của quản lý. Xót xa khi nam ca sĩ lần đầu tiết lộ lý do thực sự khiến cho Phi Nhung qua đời. Mạnh Quỳnh có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt, đặc biệt là thời gian qua. Nam ca sĩ là Chi Kỷ, là bạn diễn ăn ý nhất của cố ca sĩ Phi Nhung. Khi giọng ca bông điên điển qua đời, Mạnh Quỳnh đã đau khổ và thương xót nữ ca sĩ rất nhiều. Hành động của anh làm khán giả không khỏi xót xa, đồng cảm. Tuy nhiên mới đây Mạnh Quỳnh có chia sẻ gây chú ý trên trang Facebook, cụ thể nam ca sĩ cho biết vì sáng ngày ra đã phải nhận vô số tin nhắn chửi bới từ nhiều người không hề quen biết, nguyên nhân xuất phát từ việc quản lý bên công ty hợp tác của anh đã đăng bài hát, bài tình ca tân hôn lên fanpage mà không thông qua ý kiến của anh. Có lẽ hành động này khiến nhiều người hiểu lầm tình cảm Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung. Anh chút bỏ hết tâm tư trong lòng Quỳnh đã chịu quá nhiều áp lực trong vài tháng qua, phải cố gắng hết sức để cân bằng lại bản thân từ công việc đến cuộc sống. Quý vị quan tâm đến Quỳnh, Quỳnh cảm ơn và ghi lòng tạc dạ, nhưng đừng đi quá xa mà làm cho Quỳnh có cảm giác là quý vị đang đạp Quỳnh xuống để bước lên mà đi. Bạn của Quỳnh đã vì lòng dạ con người mà phải lìa xa cõi đời này, giờ quý vị muốn Quỳnh như bạn ấy, quý vị mới vui lòng sao? Đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh đề cập tới lý do Phi Nhung ra đi ở tuổi 49. Nam ca sĩ xót xa khi giọng ca bông điên điển vì lòng dạ con người mà phải lìa xa trần thế, buông xuôi cuộc sống vốn đã từng rất êm đềm và tốt đẹp. Anh cũng tâm sự bản thân đã từ chối tất cả những show diễn, yêu cầu song ca với ca sĩ nữ, nên chuyện anh đột nhiên đi đăng bài hát song ca với ca sĩ khác lên fanpage là điều rất khó tin. Sau tất cả những buồn đau khi bạn thân qua đời, Mạnh Quỳnh còn phải gánh thêm những uất ức vì bị chửi bới, mạ lụy nam ca sĩ nêu rõ lập trường luôn giữ im lặng nhưng quyết không thỏa hiệp khi bị đặt điều dưới phần bình luận rất nhiều khán giả đã gửi lời động viên tới mạnh quỳnh